Xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu hướng dẫn cho các bác chúng ta cách thứ nhất là giới hạn volume mic, volume nhạc và volume effect trên con vang Theta K3, và thứ hai nữa là chuyển đổi các cái cổng tín hiệu vào cổng optical và cổng thường. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn. Thì hướng dẫn này em sẽ hướng dẫn luôn cho cả con Theta K3, Theta K3 cộng và Theta K500 nhé. Con Theta K3 thì là nó có một cái là nó riêng, còn Theta K3 cộng và Theta K3 500, Theta K500 là giống nhau. Tóm lại là nó sẽ là giống nhau. Thì bây giờ hướng dẫn cho con Theta K3 trước nhá. Thì cơ bản là cách làm thì nó giống nhau, nhưng mà cái bố trí nút thì nó sẽ khác nhau. Em sẽ hướng dẫn. Thứ nhất là cách chuyển đổi cộng tín hiệu vào. Thì bây giờ ta ví dụ như là phần như con Theta K3 nhé, con trên là con Theta K3 này, ta ấn vào cái nút số 4 này, dưới đi số 4 này này. Đây. Đấy, này em lấy nét ra cho bác xem. Đây, này, lấy nét điện thoại hơi khó lấy. Khó nhỉ. Được chưa? Rồi, ta ấn vào cái đít số 4, đây, ấn số 4. Thì nó sẽ hiện lên cái này. Và cái con Theta K3 cộng thế, ta cũng ấn ngay đít số 4 nó cũng lên như thế này. Và chúng ta xoay cái nút này này, đấy, xoay cái nút volume music này, đấy, nó sẽ xoay. Nếu mà chúng ta cắm bằng cổng 3.5 hoặc cắm điện thoại ấy, thì chúng ta để nguyên như thế này. Đây, cái dòng như thế này luôn, cả hai con. Chúng ta để cái dòng chữ nó như thế này nhá, đúng như thế này, bốn chữ như thế này. Này là chúng ta cắm bằng cái cổng AV. Bây giờ nếu mà muốn chuyển sang cổng 3.5 thì chúng ta cứ xoay cái nút này thôi. Đấy, nó xoay, đấy, nó sẽ chuyển. Nó chuyển nó cho một chút, đấy, nó sang cái phần này này, cái chữ này các bác để ý nhá. Đúng cái chữ này là được, là đây là cổng quang này. Đây, cái chữ này là cổng quang. Và bên này cũng thế. Chúng ta cứ xoay như thế thôi là nó sẽ sang cổng quang. Xoay theo chuột kim đồng hồ các bác nhá. Đấy. Đấy, và như thế này là cái chữ này này, đấy là nó sẽ sang cổng quang các bác nhá. À không. Để nhập lại. Các bác cứ xoay thôi, xoay làm sao nó sang cái chữ, đúng cái chữ nó tự nó nhận, đến cái cổng nào tự nó nhận cổng đó. Đây, cái cổng này nha, cái chữ đây, đây bác thấy không, hai cái chữ đằng trên này, trên dưới đều giống nhau. Đây, cái này là cái cổng optical, và chúng ta muốn sang cổng khác thì chúng ta vặn ngược lại thì nó sang. Đấy, bình thường là em cứ cài, em để cái chế độ cắm 3.5, tức là cắm cổng AV đấy. Thì các bác con ta có thể cắm bằng điện thoại, bằng cái gì cũng được. Đấy, cái hàng này là được. Cứ xoay như thế là nó đã chuyển. Còn bây giờ muốn giới hạn phần music thì chúng ta cứ việc ấn cái này. Đây, chúng ta ấn tiếp cái số 4 này nhá. Đây, ấn đằng dưới này cũng thế, ấn dưới đi số 4 luôn. Đấy, chúng ta cứ ấn. Ấn lúc nào nó hiện lên cái dòng này này. Đây, đây là tối đa nhá, đây này. Đây này, đến cái hàng này đấy đấy. Cái phần K3 là nó sẽ hiện hàng dưới này. Ta xuống cái hàng dưới và chúng ta vặn hết cỡ nó lên. Đây là tối đa của music là về 0 decibel. Và riêng con K3 cộng thì đây, chúng ta sẽ ấn tiếp. Đây, nó hiện lên cái chỗ này, cái hàng này. Ấn số 4 nha, chúng ta cứ ấn nhiều lần nó sẽ sang cái dòng này. Đấy, và chúng ta cũng vặn lên hết cỡ như thế này là hết cỡ. Đấy, là như này là giới hạn là về 0 decibel, là tối đa. Là chúng ta có cho tối đa luôn. Còn không là chúng ta muốn để 5 để âm 5 cũng được. Thì lúc khi chúng ta chỉ vặn đến âm 5 rồi, nó tối đa rồi, nó không thể lên được nữa. Đó là xong phần music nha. Tiếp theo là đến phần mic. Phần mic thì con va 3 cộng là chúng ta ấn dưới đít cái chữ này này, cái chữ cho em nút cho em chữ này, ấn như này. Đấy, để em lấy nét cho các bác xem. Và chúng ta cũng cứ ấn như thế thôi. Ấn liên tục đến cái phần cuối cùng đây. Từ từ. Mic EQ này. Đây là mic. Đây, tối đa. Chúng ta xuống cái hàng dưới này, đây là 6 decibel là tối đa. Đấy, mic là lên đến 6 nha các bác nha, còn nhạc với effect là chỉ lên 0 thôi. Đấy, cái này là giới hạn trên, tức là vặn đến là 6 decibel là tối đa, không lên được nữa. Và chúng ta muốn nhỏ hơn nữa, bình thường em cài những cái cho lên 6 decibel đấy nha. Của cái phần con K3 là chúng ta chỉ ấn là cái nút này, còn đối với con K3 cộng mà con K500 này chúng ta cứ ấn cái nút số 1 này, nhầm, số 2, cái đi số 2 này. Đấy, chúng ta cứ ấn nút số 2 và chúng ta cũng ấn đến cái phần đó thôi, đúng cái chữ như em vừa nó quay đấy, chúng ta cứ ấn đi. Đây, nó cũng lên 6 decibel là cái chữ này,
các bác thấy cái chữ trên này và cái chữ hàng trên này đấy, nó giống nhau đó. Thầy để lên nét cho các bạn đấy, hai cái chữ này giống nhau các bác nhé. Và chúng ta cũng để lên 6 đây, decibel là tối đa, còn không là chúng ta khóa lại giới hạn. Nên giới hạn đấy, đây là xong cái phần mic nhá. Phần effect thì tương tự, effect thì chúng ta ấn cái nút này, nơi con K3 thì chúng ta ấn cái nút này và chúng ta cũng cứ ấn như thế liên tục luôn. À nhầm, đây là con này, cái nút này nhá, nút này, cái nút này các bác nhá, này. Và chúng ta cũng cứ ấn liên tục, lúc nào nó hiện lên cái dòng chữ này. Để em chỉ cho. Đây, cái dòng này cũng là giới hạn của effect, chúng ta để không hoặc là cũng cứ vặn cái nút này thôi nhá. Tất cả những cái mà chúng ta thay đổi chúng ta cứ vặn cái nút này, cái nút nào là nút music để cho nó thay đổi. Đấy. Đấy là chúng ta vặn. Và cái con K3 cộng đấy, nhớ nhá, cái con K3 chúng ta nút này và lúc nào đến cái dòng này là thôi, là chúng ta là giới hạn. Và con K3 cộng này cũng thế. Chúng ta ấn cái nút số đây, nhưng em xem nào. Số 3. Nút số 3 nha, dưới đít số 3 ấy. Đấy, và chúng ta cũng cứ ấn như thế, ấn liên tục luôn. Đấy, nó ra đến cái chỗ đằng nãy thôi. Này. Đây, cái chỗ này. Nó ấn mãi đến ở đây thôi và chúng ta cũng vặn là thay đổi thôi. Chúng ta muốn thay đổi đến bao nhiêu rồi đấy. Và sau đấy chúng ta lưu thôi. Lưu thì cũng như mọi khi. Đây như con tất cả hai con này là cách lưu giống nhau nhá. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn một cái này, ấn vào cái nút này này, cái nút đỏ đỏ này bên cạnh số 4 này, ấn vào đây. Đấy, nó sẽ hiện lên cấu hình này. Chúng ta lưu đến cấu hình số máy này. Và chúng ta vặn cái nút này. Rồi vặn cái nút này để chúng ta cái nút đấy cũng vặn cái nút đó để thay đổi, chúng ta chọn cấu hình chúng ta lưu 1 2 3 4 5 6. Giả sử chúng ta muốn lưu cấu hình số 1 đi. Đây, cấu hình số 1. Thì chúng ta ấn tiếp một cái nút này một nữa rồi ấn này chúng ta để vào nhá. Ấn một cái nữa rồi. Như thế là lưu, tức là lưu vào cái cấu hình chỗ này. Chúng ta nên lưu vào một trong bốn cái cấu hình này để chúng ta gọi cho dễ, còn 5 số 6 là chúng ta gọi hơi bị khó. Đấy vậy thôi nhá. Vâng, xin chào tất cả các bác nhá.